Xây nhà trên nền đất ruộng. Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng em Lộc với IC tìm hiểu về những lưu ý quan trọng khi xây nhà trên nền đất ruộng. 1. Lựa chọn loại móng. Khi xây nhà trên nền đất ruộng, gia chủ có thể lựa chọn móng đơn hoặc móng băng trên nền đất tự nhiên nếu lớp đất yếu chỉ sâu khoảng 2,5m. Đối với những khu vực có lớp đất bùn yếu sâu hơn 2,5m, nên sử dụng móng đơn hoặc là móng băng trên cừ tràm để đảm bảo độ ổn định. Có thể sử dụng móng cọc. 2. Xử lý nền đất yếu. Trong trường hợp xây nhà cấp 4 trên nền đất ruộng có lớp bùn yếu sâu khoảng 2,5m, cần nạo vét lớp bùn bên dưới, sau đó tiến hành trải đá xanh kích thước 4x6 để làm lớp đệm, hoặc có thể sử dụng đá hộc. Tiếp theo, lắp đặt cốt thép và tiến hành làm móng đơn để đảm bảo độ chắc chắn cho công trình. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và thi công trọn gói, mọi người hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0337569554. Lộc Mai GSC cùng bạn kiến tạo ngôi nhà đẹp.